chào quý vị. Một lần nữa Ngọc Nhi xin chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay cũng như thông lệ, Ngọc Nhi đến với quý vị một sản phẩm mà quý vị rất là yêu chuộng trong nhiều năm qua, đó là Mekabu. Tại sao gần đây Ngọc Nhi hay nói về cái Mekabu drink này? Thật sự thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm mà Ngọc Nhi rất là hãnh diện là đã giúp được rất là nhiều người, như là cô, chú, bác, anh chị, thậm chí bạn bè đã gửi những cái chai Mekabu này về Việt Nam, mà đã giúp được rất nhiều những người thân của mình còn ở lại Việt Nam trong cái thời kỳ dịch bệnh vừa qua để giúp tăng đề kháng. Và thậm chí những nạn nhân ung thư khi dùng cái sản phẩm này đó thì nó giúp cơ thể người ta chịu đựng được khỏe hơn, mạnh hơn cái quá trình xạ trị. Và đặc biệt nữa, những cô chú bác lớn tuổi đó nói với Ngọc như thế này là thực sự uống rất là nhiều loại Fucoidan, nhưng mà đây là một cái loại là cháo nó rất là thiệt tình. Đó là một cái sản phẩm mà chỉ vào khoảng 3 đến 4 chai, sức khỏe cải thiện ngay lập tức, chứ không phải uống hàng chục chai hay hàng trăm chai như các loại khác. Thì thưa quý vị, trong những năm qua thì cả thế giới và ngay cả bản thân chúng ta phải đối đầu với những cái dịch bệnh rất là khủng khiếp. Mà cái dịch bệnh này đó là nó tấn công vào cái hệ thống miễn dịch và tấn công vào cái hệ thống đề kháng yếu của cơ thể chúng ta. Thì tại sao mình bị đề kháng yếu? Đó là nhiều năm qua chúng ta bận bịu, thậm chí chúng ta lơ là trong cái vấn đề làm sao để giúp cơ thể tăng đề kháng. Mà tăng đề kháng không phải là một ngày một bữa mà chúng ta tăng được. Và thậm chí đó là cái đề kháng đó nó phải được tạo ra giống như một cái hàng rào vững chắc để giúp quý vị không bị xâm nhập bởi những cái virus lạ. Thì quý vị cũng như hay nói đó là trong những bữa cơm của người Việt Nam, chúng ta nhất là những bữa cơm truyền thống đó, thì các bác, các cô chú thường thường nghĩ rằng bữa nay nấu cái gì cho dễ ăn, bữa nay nấu cái gì cho nó ăn ngon. Chứ quý vị không bao giờ nghĩ rằng là trong cái bữa cơm chúng ta có đủ chất chưa? Và những chất đó có giúp cơ thể chúng ta khỏe hơn không? Bởi vì thưa quý vị, một cái cơ thể khỏe mạnh thì luôn luôn sẽ đi kèm theo là những cái hàng rào xung quanh cơ thể chúng ta, nó sẽ bảo vệ chúng ta mạnh hơn. Vì vậy một lần nữa Ngọc Nhi phân tích cho quý vị hiểu rằng tại sao cái Mekabu này nó giúp được rất là nhiều người. Quý vị biết không, thậm chí có những khách của Ngọc Nhi đó, có một cái chị đó đó, chị là chủ một cái tiệm giặt và may đồ, thì chị nói rằng một ngày chị tiếp xúc rất là nhiều bụi bặm, mà một ngày có nhiều khi chị bị dị ứng, chị nhảy mũi cả ngàn cái và chị rất là mệt, nhảy mũi đến mức mà không còn nhảy được nữa, và mặt mày sưng lên, mũi đỏ lên và rất là mệt mỏi. Thì đi bác sĩ trị rất là nhiều, thì họ nói rằng là cái cơ thể chị, cái đề kháng nó yếu, nó làm cho allergy. Mà thưa quý vị, uống thuốc allergy nhiều, uống thuốc dị ứng nhiều, nó không tốt cho gan quý vị. Thì từ ngày chị bắt đầu thử dùng cái Mekabu của công ty Billmore, thì chị nói rằng em có tin rằng chị không có còn bị allergy nữa. Gần đây nè, nó biến mất luôn và chị không biết tại sao, chị rất là mừng. Thưa quý vị, bởi vì khi chúng ta bị dị ứng đó, bị allergy như là nổi mẩn, mẩn đỏ hay là nhảy mũi hay là chúng ta yếu, mất đề kháng là bởi vì cái gan chúng ta nó bị yếu. Và khi cái gan nó yếu thì cái hệ thống trong cơ thể chúng ta nó yếu theo. Thì nó làm chúng ta rất là dễ nhiễm bệnh, một tí xíu bụi, một tí xíu bệnh cũng dễ xâm nhập chúng ta. Thì ngay từ bây giờ, Ngọc Nhi sẽ phân tích từng chất để cho các cô, chú, bác, các anh chị hiểu rõ hơn làm thế nào để ngăn chặn những cái mầm bệnh, những cái virus trong tương lai sẽ vào cơ thể quý vị. Và đặc biệt quý vị, quý vị nghe một điều lạ này nè, là cái mùa này là cái mùa dịch, thì dường như là cái chủng mới này đó nó rất là dễ lây lan. Mà quý vị biết rằng trong hầu như là nó đang khủng khiếp luôn, lây lan rất là nhanh và rất là khủng khiếp. Mà vì vậy thưa quý vị, là chính phủ phải khuyến khích là đừng có ra ngoài nhiều. Thì cái chủng mới này, Omicron này đó, nó rất là lây nhanh mà không ai thoát khỏi, ít người thoát khỏi lắm. Thì một cái điều lạ là như vậy. Đây là sự thật gia đình Ngọc Nhi luôn. Con gái Ngọc Nhi đó về thăm mẹ, thì trong lúc Ngọc Nhi đưa nó về chơi mấy ngày thì cháu hoàn toàn bình thường. Thì đến cái ngày cháu ra phi trường đó, thì Ngọc Nhi đưa cháu ra phi trường, trên xe mua ly cà phê, để lên xe hai mẹ con uống chung ly cà phê đó, uống chung một ly cà phê nha quý vị nha. Thì cùng một ống hút, mà chung một cái ống hút. Thì khi đưa cháu ra phi trường xong, cháu đi về, thì sáng sớm hôm sau cháu gọi Ngọc Nhi: mẹ, con test con bị dương tính rồi, và con bắt đầu có triệu chứng rồi, là cháu mệt mỏi, cháu lừ đừ. Giống như cái hiện giờ cái chủng mới này đó quý vị, nó làm chúng ta như là cảm nặng thôi chứ không có sao hết. Thì nó nói con bị rồi mẹ, thì mẹ đi test liền cho con, tại vì mẹ lớn tuổi con lo cho mẹ. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi sợ xanh mặt, Ngọc Nhi chạy đi test. Và lúc đó các cái nơi test ở tại thành phố Ngọc Nhi ở là San Jose, nó không còn chỗ cho Ngọc Nhi test. Ngọc Nhi phải bắt buộc phải đóng tiền và vào một cái chỗ đặc biệt để mà test,
một trăm mấy chục đồng bạc test khẩn cấp thì negative. Thì Vi nghĩ rằng chắc là 2-3 ngày sau nó sẽ bị. Cứ 2 ngày một lần Ngọc Nhi test, Ngọc Nhi hoàn toàn không có bị gì hết. Và uống cùng cả ống hút với cháu mà cháu đã bị dương tính ngay ngày hôm sau báo Ngọc Nhi liền. Sau đó thì cái đứa kế trong nhà, về thăm gia đình mà, đứa kế bị. Rồi đứa thứ ba bị, rồi đứa thứ tư bị. Mà Ngọc Nhi là mẹ, chăm sóc các đứa con, Ngọc Nhi tỉnh bơ. Ngọc Nhi không có một cái triệu chứng nào hết. Không triệu chứng nào hết. Mà kéo dài cả tháng như vậy vẫn là negative. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng cái đề kháng mình mạnh mà. Các con Nhi nói rằng mẹ, cái virus này nó sợ mẹ hay sao? Tại mẹ nói nhiều quá nó sợ mẹ. Tại vì Ngọc Nhi cứ càm ràm lắm. Thật sự thưa quý vị, đó là cái đề kháng. Ngay từ đầu mùa dịch, Ngọc Nhi rất là sợ. Ngày xưa đó Ngọc Nhi uống một tuần chỉ có 1-2 chai thôi. Để mình nghĩ mình lớn tuổi để dành cho nó khỏe thôi. Nhưng uống là mùa dịch thì Ngọc Nhi uống là một tuần 3 chai. Và thật sự Ngọc Nhi ngủ rất là ngon, rất là sâu. Và rất nhiều khách hàng, bạn bè Ngọc Nhi là nói rằng thật sự uống cái Mekabu này các chị không có bị bệnh tầm bậy, không có bị cảm cúm mùa, không hề dễ dàng lây lan và khỏi hẳn cái bệnh bị dị ứng luôn. Thì tại sao? Tại sao mà nó tốt như vậy? Thưa quý vị, khi Ngọc Nhi sản xuất sản phẩm này, Ngọc Nhi có nhắc quý vị một lần đó là nhà sản xuất hỏi Ngọc Nhi rằng Ngọc Nhi muốn bán cái giá bao nhiêu để họ làm cái chất lượng theo cái giá đó. Mi trả lời như thế này, giá không quan trọng. Quan trọng là cái sản phẩm này quý vị nghĩ rằng mẹ quý vị, vợ con quý vị sẽ dùng, quý vị sẽ biết làm sao. Thì cũng nhờ câu nói đó mà sản phẩm này nhiều năm qua dần dần đã lấn hẳn tất cả các sản phẩm ở thị trường. Và cái tiếng tăm của Mekabu, của Fabiomore vẫn là một cái tiếng tăm rất là lẫy lừng và rất là tốt. Thì thưa quý vị, một tuần nếu quý vị là những người lớn tuổi từ 45 mà cơ thể quý vị cảm thấy rằng mình hay bệnh bậy, một tuần dùng 2-3 chai, có nghĩa rằng 2-3 ngày một chai. Nếu quý vị là các bác lớn tuổi mà đang bệnh, đang mệt mỏi lừ đừ, thì cứ cách một ngày một chai, cách một ngày một chai. Còn nếu quý vị là người khỏe mạnh, thì một tuần chỉ 1 hoặc 2 chai là đủ rồi. Để làm sao? Để các chất bổ đó, nó giúp cơ thể quý vị loại bỏ độc tố. Khi cơ thể quý vị có quá nhiều độc tố bám vào trong đường ruột, hay là cái gan quý vị nó yếu, thì tất cả các bệnh nó rất là dễ xâm nhập cho quý vị. Thưa quý vị, trên màn hình sẽ hiện lên từng cái chất của sản phẩm này. Thứ nhất là cái Mekabu này đó là Ngọc Nhi làm từ cái tảo nâu ở đảo Mekabu. Là một cái loại tảo mà tảo tươi. Ở thị trường có những cái loại tảo thưa quý vị là không phải là tảo tươi. Cho nên khi quý vị dùng á là nó là một cái loại tảo khô qua sấy rồi đó. Thì thưa quý vị nó không còn tốt giống như là cái hàm lượng tươi nữa. Và đầu tiên nhất trên màn hình thưa quý vị đó là chất fiber. Fiber là gì? Thưa quý vị, fiber là một chất xơ từ rau củ quả. Đặc biệt cái chất này đó nó duy trì cái sức khỏe đường ruột quý vị, giảm tối đa cholesterol xấu, kiểm soát cái lượng đường trong máu và đặc biệt là nó giúp cho quý vị cái cân nặng không có bị tăng cân. Thì thật ra cái fiber đó là một chất cực kỳ quan trọng để hỗ trợ sức khỏe đường ruột là gì? Đường ruột chúng ta sau mấy mươi năm không được rửa sạch thì rất là dơ bẩn và những cái chất bám vào thành ruột đó tạo ra những cái vi khuẩn xấu. Mà vi khuẩn xấu nhiều thì cái gan buộc phải lọc nhiều. Cho nên chúng ta cần thanh lọc cái đường ruột, các cặn bã bám vào đường ruột. Thưa quý vị, chất thứ nhì nữa là chất gì? Chất thứ nhì nữa là cũng rất là tốt cho quý vị. Đó là cái vitamin C. Vitamin C nó cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch và tăng đề kháng. Đồng thời nó giúp cơ thể quý vị khỏe mạnh và làm thanh lọc cơ quan nội tạng. Thứ ba nữa là gì thưa quý vị? Chất kế tiếp trong sản phẩm này là nó gọi là Fucadan. Fucadan là một cái chất mà tất cả mọi người đều biết được rằng là thần dược của sức khỏe. Thì thưa quý vị, Fucadan là thưa quý vị chúng ta rất là cần. Fucadan làm từ tảo nâu tươi. Nó giúp quý vị thanh lọc được và tăng cường và diệt những cái vi khuẩn mà bám trong cơ thể chúng ta và nó thanh lọc và nó giúp cho chúng ta được khỏe lại và ngăn ngừa các bướu phát triển. Rồi thưa quý vị, kế đến nữa là mushroom. Là cái một lớp mushroom này không phải là bình thường mà là một cái loại là nấm linh chi hoàng gia. Nấm linh chi hoàng gia này đó là nó tăng cường hệ thống miễn dịch nữa nè. Đặc biệt là nó chống ung thư nè, chống mệt mỏi trầm cảm nè, hỗ trợ vấn đề sức khỏe về tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, chống cơ thể bị oxy hóa, ngăn ngừa các tế bào bị tổn thương và cải thiện cái cholesterol của mình. Rồi kế đến nữa là một cái chất và là vitamin E.
Vitamin E thưa quý vị, nó hỗ trợ, cũng hỗ trợ miễn dịch, rồi giúp làn da chúng ta sáng khỏe, giảm cái bệnh hen suyễn, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Đặc biệt vitamin E giúp rất nhiều trong cái gan nhiễm mỡ. Vì thấy đó là trong cái vitamin E này đó, nó giúp quý vị hỗ trợ vấn đề bệnh hen suyễn. Thì thường thường hen suyễn nó xuất phát từ cái phổi quý vị nó yếu, đúng không? Mà trong đây cái chất này nó giúp cho cái phổi quý vị nó khỏe, cái đường thở nó thoáng thì nó sẽ không có bị hen suyễn, thì giúp rất là nhiều trong cái dịch bệnh về đường thở trong lúc này. Rồi kế đến nữa là thưa quý vị, ngoài vitamin E ra, một chất tiếp theo là vitamin B1. Thì thưa quý vị, B1 là gì chúng ta nghe nhiều mà chúng ta không biết. B1 là nó giúp ngăn ngừa xuất hiện của các bệnh đục thủy tinh thể, bảo vệ các cơ thể mình không bị lão hóa như là giảm nếp nhăn, đồi mồi, hay nhất là cải thiện trí nhớ và cải thiện khả năng tập trung. Đồng thời nó giữ cho mình năng động và tạo được cái năng lượng của mình. Rồi chất kế tiếp thì là gì thưa quý vị? Một chất được mình thích nhất trong sản phẩm này đó là cái B2. B2 đó nó giúp cho mình phân hủy được protein và nó giúp quý vị là giảm cân, bởi vì nó phân hủy được chất béo. Rồi nó giúp quý vị là giảm cái sự rụng tóc, giữ ẩm cho màng nhầy trong cái đường ruột, phục hồi các mô và các vết thương bị tổn thương từ bên trong cơ thể, và hay nhất là trị chứng đau nửa đầu. Kế tiếp nữa, đó là những cái chất mà chúng ta cần, đó là B3. B3 là thứ nhất bảo vệ da nè, thứ nhì hỗ trợ tiêu hóa nè, thứ ba là tăng cường chức năng não nè, cải thiện cholesterol tốt nè, điều trị chứng bất lực của nam giới nè, giúp chữa bệnh tiểu đường nè, giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp và giảm nguy cơ bệnh tim. Thì trong cái chai này nó có tới 9-10 loại vitamin để mà hỗ trợ quý vị, ngoại trừ nó ngăn ngừa cái cơ thể quý vị không bị bướu, không bị ung thư, nó hỗ trợ rất là nhiều. Thì thưa quý vị, có 3 loại khách hàng rất là cần cái này. Thứ nhất là cần nhất là những người thợ nail. Nếu quý vị có người thân làm nail thì trong này đó nó giải độc được cơ thể, thì nó giúp quý vị đó là ngăn ngừa được chính cái loại độc tố nguy hiểm của nail làm ảnh hưởng sức khỏe quý vị về già nếu quý vị làm lâu năm, và giúp cho quý vị trắng sáng da. Bởi vì làm nail cái da mình ảnh hưởng cực kỳ nhiều. Thì thưa quý vị, trong cái nail đó, các chị làm nail rất là sợ lâu dần cái làn da bị xấu đi, là bởi vì cái bột nail nó bám vào và mình hít thở vào. Thì ở đây từ cái chất hyaluronic làm từ tảo nâu tươi lên tới 1500 mg, nó sẽ làm trắng sáng da và làm mờ những cái đốm trên da, đồng thời giải độc cơ thể. Rồi khách hàng thứ nhì cần là những cái bác cao tuổi, những cô chú bác cao tuổi mà hay mệt, hay lừ đừ, mình không biết cái thế nào mà mình cứ bệnh mà đi không có tìm ra bệnh, là bởi vì cơ thể của mình nó bị xuống cấp, các tế bào bị xuống cấp, gan, phổi, ruột bị xuống cấp, cho nên quý vị rất là mệt. Thì đây là một cái sản phẩm nó đào thải được cái độc tố ở trong cơ thể quý vị. Và đặc biệt trong này nó có 2 cái loại nấm là bào tử nấm linh chi và bào tử nấm thái dương. 2 cái loại nấm này nó làm từ bào tử là gì? Trong 1.000 kg nấm linh chi hoặc nấm thái dương tươi, mới trích ra được 1 kg bào tử là 1/1000. Thì cái bào tử này đó, nó mạnh hơn quý vị uống hàng chai, hàng mấy trăm viên linh chi hay là mấy trăm viên nấm thái dương, bởi vì nó là bào tử mà nó không làm khô được, nó phải làm từ nấm tươi mới được quý vị, cho nên nó tốt rất là nhiều đó. Thì đây là cái sản phẩm mà cực kỳ đặc biệt, độc đáo. Thì hiện giờ đó, chương trình Biêu Mô bán rất là đặc biệt. Quý vị nào là có gia đình làm người nail nè, có bố mẹ nó hay bệnh lừ đừ mà hay mệt mỏi nè, rồi hay là quý vị có những người thân mà không tìm được bệnh mà cứ mệt mỏi hoài, thì quý vị hãy mua một hộp và tặng một hộp. Đây là đợt tặng cuối cùng, bởi vì hiện giờ đó, bên Nhật đó, tất cả chi phí về nhân viên, về đánh bắt, về rong đều bị lên cao, và thậm chí cái hệ thống vận chuyển của quốc tế đã lên gấp 3 lần rồi. Cho nên sản phẩm chúng tôi sẽ, đây là đợt cuối cùng để quý vị không còn mua được một tặng một nữa. Thì mua một hộp, tặng một hộp thì quý vị sẽ được rất là đặc biệt. Đây là cái đợt cuối cùng. Là một hộp như vậy là 180 đồng, nó gồm có 10 chai. Uống được 5 tuần lễ, 180 đồng 10 chai. Mà mua một tặng một có nghĩa là 20 chai. Thì 20 chai sẽ dùng được là 10 tuần lễ, là có nghĩa là 3 tháng. 180 đồng
một cái liệu trình 3 tháng thì tính ra một tháng nó bao nhiêu? Nó có 60 đồng là một ngày chỉ có 1 đồng mà thôi. Xin lỗi quý vị, là một ngày nó chỉ có 2 đồng mà thôi. Một tháng 60 đồng, một ngày có 2 đồng bạc, 2 đồng bạc không làm được gì. Nhưng mà với cái sản phẩm này, nó giúp quý vị thứ nhất thanh lọc cơ thể. Thứ nhì, hỗ trợ đường ruột, giúp hỗ trợ rất là nhiều trong cái bệnh viêm gan và bệnh tiểu đường. Rồi giúp quý vị khỏe và ngăn ngừa những cái bệnh virus về đường thở sẽ dễ xâm nhập cơ thể quý vị. Bởi vì đây là một sản phẩm nó giúp quý vị khỏe gan, khỏe phổi và thanh lọc đường ruột. Đó, thì đây là một cái sản phẩm mà rất là đặc biệt. Thì nếu quý vị uống kèm theo đó, là trên bàn Ngọc Nhi có gọi là, nó gọi là 10 loại nấm rơm găm mì. Thì một cái hộp như vậy đó nó cũng là 38 đồng. Thì nó gồm có 10 loại nấm rất là đặc biệt. Trong này có nấm linh chi hoàng gia, nấm thái dương, nấm đầu khỉ, nấm tuyết. Và hay nhất Ngọc Nhi thích là nấm đông trùng hạ thảo. Đây là một loại nấm đông trùng hạ thảo. Bỏ vào trong cái chai này để giúp quý vị các bác lớn tuổi ngủ ngon, thở khỏe, ăn được, ngủ được và thanh lọc được. Và đặc biệt nó có nấm chaga. Nấm chaga trong đây là một cái loại nấm mà quý vị biết được rằng khi mình dùng vào cơ thể mình đó, tự động nó sẽ xuất chinh những cái tế bào ung thư, tế bào bú, nó sẽ diệt. Quý vị nào là bị bú cổ nè, hay bị các loại bú mới hình thành trong người mình, một ngày nhai 2 viên rất là tốt. Ngọc Nhi khuyến khích đặc biệt các bác lớn tuổi hoặc các anh chị từ 50 tuổi trở lên hãy dùng ngay bây giờ. Thì nếu quý vị mua Fucadan ngày hôm nay, Mekabu Fucadan ngày hôm nay, mua 1 tặng 1, quý vị sẽ được cũng được mua 1 tặng 1 cái nấm này luôn. Bình thường là 38 đồng, 60 viên dùng được 30 ngày. Ngọc Nhi cố tình muốn tặng quý vị để quý vị nhai một ngày 2 viên. Một chai như vậy được 30 ngày. Cộng với là 30 ngày dùng cái Fucadan này đó, Mekabu này, thì chỉ trong 1 tháng hoặc thậm chí chỉ 2 tuần, chính quý vị cảm nhận được cái sự khác biệt của cơ thể quý vị. Cảm nhận được khác biệt liền. Thưa quý vị, trong cái mùa dịch, chúng ta không có làm gì giúp được nhân loại được hết. Chúng ta không có làm, chúng ta bất lực nhìn người thân, bạn bè, đồng nghiệp, lối xóm ra đi một cách vô tội vạ. Chúng ta hãy bảo vệ mình. Thì Ngọc Nhi, đây là cơ hội Ngọc Nhi bán cho quý vị. Ra những sản phẩm mà Ngọc Nhi không có làm phúc được. Nhưng Ngọc Nhi có thể là dùng sản phẩm của mình một cách đúng đắn, tốt. Để như thế nào? Để giúp cho quý vị khỏe. Một cái sản phẩm mình bán cho khách hàng. Mà khách hàng dùng, khách hàng khỏe là quý vị có phúc rồi. Còn một cái sản phẩm mà bán cho người ta uống nó không có work. Thậm chí người ta ỷ lại vào nó work nhưng mà nó không có work. Có phải là người ta chết không? Có phải là mình đi hại người ta không? Thì thưa quý vị, đây là cái cơ hội quý vị được mua rẻ. Thì quý vị thử đi. Thử yêu bản thân mình, yêu người thân của mình. Đừng để họ ra đi vì cái sự như là bất cẩn của mình. Và bản thân mình cũng vậy. Có nhiều người tới khi mà bị dính những cái virus nặng rồi thì không ngờ rằng không trở tay kịp. Đưa vào bệnh viện, đó là dịp cuối cùng gặp người thân. Thưa quý vị, bây giờ dịch bệnh đã giảm nguy hiểm. Nhưng quý vị có cam kết rằng, có biết chắc rằng cơ thể quý vị có đủ cái vitamin, đủ cái đề kháng để chống lại nó không? Hay là bố mẹ mình, chồng mình, vợ mình, con mình, nó có đủ đề kháng như mình nghĩ không? Không ai biết được mình có đủ đề kháng hay không. Cho đến khi mình gặp chuyện, bác sĩ nói rằng là cơ thể của quý vị không có đủ đề kháng. Đề kháng yếu quá. Sorry. Thưa quý vị, một lần nữa, quý vị có thể gọi vào công ty. Xin cái bảng thành phần trước. Xin cái bảng thành phần. Và từ cái bảng thành phần đó, quý vị tự nhờ bà con, bạn bè, con cháu tìm trên mạng coi bảng thành phần này có đúng như cô Ngọc Nhi nói không. Rồi hãy mua. Nha quý vị nha. Một hộp 180 đồng, mua 1 tặng 1. Và 10 loại nấm, trong này có đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nấm thái dương, nấm chaga, 10 loại nấm nổi tiếng thế giới để ngăn ngừa bệnh và tăng đề kháng. Cũng là 38 đồng, 1 tặng 1. Quý vị sẽ được mua cái này, mua cái nấm này nếu quý vị mua kèm theo cái Mekabu mà thôi. Một mình nó đó, quý vị sẽ phải mua là 2 tặng 1. Quý vị mua kèm theo chung với là cái Mekabu sẽ được mua 1 tặng 1 cho 2 loại này. Bắt buộc mua kèm theo, bởi vì sao? Sáng nhai 2 viên, tối uống 1 chai này đi ngủ. Và 1 tuần quý vị chỉ cần có 3 chai thôi. Một hộp dùng được tới 4 tuần lễ, 3 tuần lễ. Tùy theo cái đề kháng quý vị muốn uống nhiều, uống ít.
rất là rẻ, 180 đồng cho một, coi như là 180 đồng mà cho một 3 tháng là 90 ngày. Một ngày quý vị thấy bao nhiêu? Có 2 đồng bạc thôi. Thì một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng bán một tặng một, bởi vì chúng tôi không có gồng nổi nữa. Thưa quý vị, hiện giờ đó là vận, như có nói rồi đó, vận chuyển tăng giá, mà để đi đi mướn ở ông Nhật, người ta mướn cái người đi lặn hái cái rong tươi tăng, tất cả mọi thứ đều tăng. Quý vị biết rồi, quý vị đi chợ phải biết rồi, cả thế giới bị lạm phát bị tăng, cái tiền vận chuyển tăng gấp 3 lần. Chúng tôi không thể nào bán như vậy hoài được. Mà bên Nhật cũng đã thông báo là đã lên giá dường như là gấp đôi rồi. Đột nhiên không có gồng được, có muốn làm phước cũng làm không nổi nữa. Thành thưa quý vị, đây là cái last chance để mua được một tặng một. Hãy gọi ngay bây giờ 1888 933 7624, 1888 933 7624. Và thưa quý vị, trước khi quý vị mua, nếu quý vị là người chưa bao giờ mua, thì trước khi mua, hãy xin nhân viên gửi cái bản thành phần. Từ bản thành phần đó, quý vị lên Google, searching nó ra là cái chất này có đúng như cô Ngọc Nhi nói không. 15 năm, Ngọc Nhi đã tạo cái nền tảng sự uy tín công ty bằng chính bản thành phần công khai trên hộp với FDA approve cái bản thành phần này. Và những cái gì là khoa học nghiên cứu đều có thật hết. Thì một lần nữa, đây là cơ hội chót, mua một tặng một. Thì quý vị hãy gọi ngay ngày hôm nay để giúp người thân của mình, giúp bản thân mình, giúp những người mình yêu thương, bạn bè của mình có được cái đề kháng. Thì khi có được cái đề kháng đó đó, tự cơ thể người ta sẽ vượt qua được những cái dịch bệnh. Có những cái nhà gọi là những cái nhà tâm linh học, người ta nói rằng năm nay 2022 sẽ là một năm tồi tệ cho các bệnh. Virus sẽ phát triển khủng khiếp hơn. Thì mình không biết là đúng hay là sai, nhưng mình vẫn cứ bảo vệ mình trước đi quý vị. Những năm qua đã đủ tang thương rồi, có những khi mình nhìn người thân mình ra đi, những nghệ sĩ nổi tiếng ra đi còn ở tuổi rất là trẻ, có thậm chí có những người ba mấy tuổi nữa quý vị. Là tại sao? Tại vì họ không biết được là cái đề kháng họ ở đâu. Quý vị thấy không? Nhiều cô chú bác 6-70 tuổi vẫn sống khỏe, vẫn vượt qua được và xuất viện về nhà. Nhưng cũng có những người vào chỉ có 5-10 ngày là ra đi. Bạn Ngọc Nhi đi đông lắm. Là tại vì sao? Người ta đã không có đề kháng mà người ta không biết. Cơ thể người ta không có đủ sức để chịu đựng. Đề kháng là gì? Là một cái tấm khiên để bảo vệ cơ thể chúng ta, chống chọi lại các virus, các dịch bệnh xâm nhập cơ thể chúng ta. Chúng ta không có tấm khiên đó, không có tấm giáp đó là chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Mà tấm khiên đó là tự chúng ta tạo ra chứ không có ai mang đến được hết, bởi nó từ không khí và từ hơi thở. Thì một lần nữa, hãy chăm sóc sức khỏe đúng cách, hãy thử một lần đến với Billmore để biết được rằng tại sao cái Mecabufucadan này nó đứng đầu thị trường và tại sao phải pre-order. Có nghĩa rằng chúng tôi sản xuất ra không kịp cung cấp cho cái số lượng khách hàng đặt. Bởi vì không phải thị trường Việt Nam không, mà thị trường người Phi, người Lào, người Cambodian và thậm chí cả người Hoa Kỳ đặt rất là nhiều. Một ngày chúng tôi có là hàng mấy trăm ngàn chai phải ra thị trường. Thì thưa quý vị, làm từ tảo nâu tươi nè, làm từ nấm thái dương tươi nè, làm từ nấm linh chi tươi nè, cộng với các loại vitamin nè, không phải là lúc nào quý vị muốn có nấm tươi là có tảo nâu tươi là có đâu. Các loại làm bằng các loại nấm, loại tảo sấy khô thì dễ lắm, nhưng mà làm tươi nó khó, cho nên cái số lượng tươi đó đó, các loại nấm, các loại tảo tươi nó không có hái kịp, nó không có kịp để mà nấu ra cho quý vị. Vì vậy hãy gọi ngay. Đó là cái lý do tại sao có những người đặt hàng 4 tuần hàng mới về. Đó là chúng tôi báo trước là thưa chị, hiện giờ trong kho không có hàng, hàng đang trên đường về, 4 tuần sau, 5 tuần sau mới có. Và cái số lượng pre-order lên tới hàng trăm ngàn chai thưa quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái sự tin tưởng của quý vị. Cảm ơn tình thương quý vị dành cho Ngọc Nhi trong suốt những năm qua. Mình kính chúc quý vị một năm mới bước vào dồi dào sức khỏe. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hãy bảo vệ cơ thể chúng ta một cách đúng đắn nhất. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.